Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin sức khỏe do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta đều được cập nhật những thông tin về số ca mắc mới cũng như số ca bệnh COVID-19 khỏi bệnh. Bản tin ngày hôm nay sẽ cùng quý vị đến với những nội dung sau đây. Đính chính thông tin F0 được ra khỏi nơi cách ly. Tiền hỗ trợ bao lâu F0 được nhận. Thí sinh F0, quy chế thi và tuyển sinh có gây khó dễ. Năm thứ ba, đại dịch COVID-19 sẽ diễn ra như thế nào? Góc tư vấn giảm triệu chứng cho F0 tự điều trị tại nhà. Ngày 14 tháng 3, trong hướng dẫn mới của Bộ Y tế có nội dung đáng chú ý, đó là F0 có thể được ra khỏi nơi cách ly nếu mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác, tuy nhiên vẫn phải hạn chế. Nội dung này đã dẫn đến hiểu nhầm rằng F0 có thể ra khỏi nhà. Và Bộ Y tế đã lên tiếng đính chính, F0 chỉ được rời phòng cách ly trong nhà, không cho phép F0 ra khỏi nhà. Tối ngày 14 tháng 3, hơn nửa ngày sau khi quy định cho phép F0 rời nơi cách ly trong điều kiện đeo khẩu trang và đảm bảo giữ khoảng cách, thì Bộ Y tế đã lên tiếng đính chính, cho rằng cách hiểu cho F0 ra khỏi nhà là hiểu nhầm. Theo Bộ Y tế, nơi cách ly trong hướng dẫn này cần được hiểu là phòng cách ly trong nhà. F0 được rời khỏi phòng cách ly và đi lại trong nhà, với điều kiện đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách với người trong nhà, không phải cho F0 rời khỏi nhà. Bộ Y tế cũng cho rằng hiện COVID-19 vẫn là bệnh truyền nhiễm gây dịch và Tổ chức Y tế Thế giới chưa công bố kết thúc thời kỳ đại dịch với căn bệnh này. Các quy định hiện hành vì vậy vẫn yêu cầu cách ly F0 và thực hiện các biện pháp phòng dịch như hướng dẫn của Bộ Y tế. Trước đó, trưa ngày 14 tháng 3, do văn bản của Bộ Y tế không rõ ràng, nhiều ý kiến đã băn khoăn nếu cho F0 ra khỏi nhà sẽ khó giữ khoảng cách để phòng dịch, có thể dẫn tới lây lan COVID-19. Trong thực tế hiện nay, dù chưa cho F0 ra khỏi nhà, nhưng nhiều F0 không có người chăm sóc, không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ vẫn đi chợ, đi khám, đi mua thuốc. Một số cơ sở y tế cũng khuyến khích F0 không triệu chứng hoặc chỉ số CT trên 30 có thể đi làm, chăm sóc bệnh nhân COVID-19, trong điều kiện nhân viên y tế của bệnh viện là F0. Thưa quý vị, theo quy định hiện hành, sau khi kết thúc quá trình điều trị COVID-19, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được chi trả quyền lợi nếu đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ. Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình tự thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy ra viện và các giấy tờ khác làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội. Bộ Y tế đã có các công văn 1492 KCB PHCNGD ngày 19 tháng 11 năm 2021 và công văn số 238 BIT KCB ngày 14 tháng 1 năm 2022. Theo đó, hồ sơ hưởng chế độ đau ốm đối với người lao động bị ốm đau thực hiện theo quy định tại khoản 1.2 điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, khoản 1.2 điều 21 Thông tư số 56 năm 2017 TT-BIT của Bộ Y tế. Cụ thể, hồ sơ đề nghị hưởng đối với người lao động là F0 hoặc chăm con dưới 7 tuổi là F0 gồm các giấy tờ sau. Đối với người lao động là F0 điều trị nội trú, giấy ra viện. Đối với người lao động là F0 điều trị ngoại trú, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú. Về mức hưởng, tài khoản 1 điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, trong thời gian nghỉ, người lao động sẽ được hưởng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Để hưởng chế độ ốm đau sau khi điều trị khỏi COVID-19, người lao động cần nộp lại cho đơn vị sử dụng lao động bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị đối với trường hợp điều trị ngoại trú trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc để đơn vị hoàn thiện hồ sơ và gửi cơ quan bảo hiểm xã hội. Sau khi tiếp nhận giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp phải lập thêm danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ đau ốm, thai sản. Thời hạn doanh nghiệp phải nộp hồ sơ là tối đa 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận giấy tờ của người lao động. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết chế độ người lao động trong tối đa 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Người lao động có thể nhận tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc đơn vị sử dụng lao động. Căn cứ điều 29 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, sau khi điều trị ca bệnh khác hoặc COVID-19, nếu người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ đau ốm đủ thời gian trong 1 năm theo quy định mà trong vòng 30 ngày trở lại làm việc, sức khỏe của người lao động vẫn chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Thời gian nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong trường hợp này sẽ do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, nhưng tối đa không quá 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày. Tối đa 7 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật, bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác. Mức tiền được hưởng trong thời gian nghỉ dưỡng là 30% mức lương cơ sở, tức là 447.000 đồng trên một ngày.
Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định giữ nguyên quy chế thi và tuyển sinh năm 2021 để áp dụng cho năm 2022. Trong khi số lượng F0 trong cộng đồng hiện rất lớn, việc giữ nguyên quy chế thi và tuyển sinh có đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các thí sinh hay không? Điều này khiến giới chuyên gia lo ngại sẽ có nhiều thí sinh không thể vào được ngôi trường mơ ước. Với diễn biến số lượng F0 tăng cao như hiện nay, nếu vẫn giữ nguyên quy chế thi và tuyển sinh năm 2021, chuyên gia lo ngại sẽ có nhiều thí sinh không thể vào được ngôi trường mơ ước. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định giữ nguyên quy chế thi và tuyển sinh năm 2021 để áp dụng cho năm 2022. Do kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2021, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không ban hành quy chế thi mới. Trong khi số lượng F0 trong cộng đồng hiện đang rất lớn, việc giữ nguyên quy chế và tuyển sinh có đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các thí sinh. Thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên toán sinh tại Hệ thống Giáo dục và Đào tạo Học mãi Hà Nội cho rằng, nếu giữ nguyên quy chế này, nhiều thí sinh có thể trượt đại học mơ ước vì trở thành F0 đúng vào ngày thi. Vì theo quy chế cũ, thí sinh là F0 sẽ không được tham dự kỳ thi mà sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp. Khi không được thi, cũng đồng nghĩa với việc các em sẽ không có điểm để xét tuyển đại học. Quy định như vậy thì rất thiệt cho những thí sinh đã ôn luyện kỹ càng, đặt ra mục tiêu vào những ngôi trường mình mơ ước từ rất sớm. Thí sinh sẽ phải dùng phương thức khác để xét tuyển đại học theo yêu cầu từng trường, sẽ là thiệt thòi rất lớn, tương lai của thí sinh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Năm ngoái đã từng có thí sinh F0 phải lùi lại năm sau để thi vào những trường, ngành mà mình yêu thích. Nếu năm nay vẫn áp dụng như vậy mà không dựa vào diễn biến tình hình của dịch COVID-19 thì rất khó cho thí sinh, thầy Hiền nói. Thầy Hiền đề xuất cần phải sửa quy chế để phù hợp với thực tiễn. Hiện số ca mắc trong cộng đồng rất lớn, trong một vài tháng tới, chưa biết sẽ diễn biến thế nào. Quy định những thí sinh không thể tham dự kỳ thi đợt 1, có thể tham dự kỳ thi bổ sung. Nhưng số lượng F0 tăng cao, bổ sung liên tục, không thể tổ chức thành quá nhiều đợt thi được. Thầy Hiền đề xuất năm 2021, số thí sinh F0 còn rất ít. Tuy nhiên, đến năm 2022, con số có thể lên tăng cao. Khi chúng ta đã bao phủ được vaccine, xác định coi COVID-19 là bệnh đặc hữu, thì các trường đại học cũng cần tính toán dành lượng chỉ tiêu nhất định cho thí sinh là F0. Có thể thành lập các phòng thi riêng cho F0. Thí sinh là F0 mà triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng thì vẫn nên cho thi nhưng cách biệt với các thí sinh khác. Chỉ trừ những trường hợp nặng phải nằm viện thì mới thực hiện theo quy chế thi như năm trước. Đến nay vẫn chưa có đơn vị nào có ý kiến về vấn đề này. Rất mong Bộ Giáo dục và Đào tạo có cách làm phù hợp để thí sinh cảm thấy yên lòng. Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ tổ chức thi tốt nghiệp vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID diễn biến đang phức tạp tại một số địa phương, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 7. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa chốt mốc thời gian cụ thể. Việc thi một đợt hay hai đợt sẽ phụ thuộc vào tình hình diễn biến dịch bệnh. Bộ sẽ có thông báo hướng dẫn kịp thời. Thưa quý vị, với sự bao phủ của vaccine và sự chuẩn bị về y tế, cũng như nỗ lực của giới khoa học, năm thứ ba của đại dịch COVID-19 dường như có những cải thiện đáng mừng. Các chuyên gia nhận định về năm đại dịch COVID-19 thứ ba, vaccine vẫn làm rất tốt nhiệm vụ giảm số người nhập viện và tử vong. Bên cạnh đó, người dân ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận các xét nghiệm và phương pháp điều trị mới. Còn quá sớm khi nói rằng đại dịch đã kết thúc. Tuy nhiên, việc sống trong một thế giới COVID-19 trong suốt 2 năm qua đã khiến chúng ta khó thể lạc quan sớm. Coronavirus có thể làm ngạc nhiên ngay cả những chuyên gia y tế công cộng giỏi, nhiều kinh nghiệm nhất thế giới, và chắc chắn vẫn chưa thể bước qua khỏi đại dịch trong một sớm một chiều. Một biến thể mới có thể dễ dàng phát triển và vượt qua sự bảo vệ của các phương pháp điều trị và vaccine hiện tại, đưa chúng ta trở lại cuộc sống như những gì đã xảy ra vào năm 2020. Khó có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra vào tuần tới, chứ chưa nói đến vài tháng nữa. Tuy nhiên, dựa trên những gì đang diễn ra ở hiện tại, các chuyên gia đã đưa ra dự đoán về những tình huống có thể xảy ra trong năm tiếp theo của đại dịch. Tại Mỹ, các chuyên gia lạc quan rằng sẽ sớm trở về với cuộc sống bình thường. Chỉ có 2% dân số Mỹ, tức là khoảng 7 triệu người, sống ở một khu vực có mức độ cộng đồng COVID-19 cao, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC. Số dân còn lại đang sinh sống ở các khu vực mức độ cộng đồng COVID-19 thấp hoặc trung bình, những khu vực không được khuyến cáo đeo khẩu trang hoặc những nơi có nhiều người bị suy giảm miễn dịch phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa bổ sung. Trong 4 tuần nữa, CDC dự báo số ca nhập viện và tử vong sẽ giảm xuống. Xu hướng này có thể tiếp tục, đặc biệt là khi thời tiết tốt hơn và người dân thường xuyên đi ra những không gian thoáng đãng, giúp họ ít có nguy cơ nhiễm COVID-19 hơn. Những xu hướng tích cực này đồng nghĩa với việc người dân Mỹ sẽ được chứng kiến một mùa xuân và mùa hè bình thường, hoặc ít nhất là ở mức gần bình thường, tất nhiên là tùy thuộc vào các biến thể coronavirus. Tôi rất lạc quan, tôi cho rằng mọi người có thể trở lại các hoạt động bình thường trong mùa hè này, tiến sĩ William Lang, giám đốc Trung tâm Y tế World Clinic và từng là bác sĩ coi nhà trắng cho biết. Nhưng bình thường không có nghĩa là quay lại cuộc sống bình thường trước năm 2020, ít trường hợp hơn vẫn có nghĩa là hàng chục nghìn người Mỹ vẫn đang bị nhiễm bệnh.
Dù số ca tử vong ở mức thấp nhất trong 3 tháng, thời gian gần đây, trung bình có khoảng 1.200 người Mỹ chết vì COVID mỗi ngày, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins Mỹ. Tiến sĩ Abraha Karan, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại khoa bệnh truyền nhiễm và y học, địa lý tại Đại học Stanford cho rằng, mọi người đều phải công nhận rằng còn quá sớm để nói đại dịch đã kết thúc, tình trạng này sẽ không hề biến mất. Nếu đại dịch chuyển sang giai đoạn miễn dịch cộng đồng nhiều hơn, nghĩa là có đủ số người được bảo vệ miễn dịch thông qua nhiễm trùng tự nhiên và tiêm chủng, thì điều đó cũng không đồng nghĩa với việc bạn có thể vứt bỏ đi khẩu trang của mình. Thay vào đó, sự lây lan của COVID-19 sẽ chậm lại và dẫn đến ít người tử vong và nhập viện hơn. Nhưng tình trạng đặc hữu này không được đảm bảo. Tiến sĩ Karan khẳng định rằng, với sự kết hợp giữa khả năng miễn dịch của con người suy giảm và virus đột biến, những đợt dịch bệnh tăng đột biến trong tương lai là không thể đoán trước được. Quý vị và các bạn thân mến, số ca mắc COVID-19 trên cả nước vẫn chưa có dấu hiệu giảm trong thời gian gần đây. Theo đó, F0 điều trị tại nhà cũng tăng tại nhiều địa phương. Góc tư vấn ngày hôm nay sẽ cùng quý vị đến với những hướng dẫn của chuyên gia để giúp các F0 giảm nhẹ triệu chứng khi tự điều trị tại nhà. Nếu bạn bị nhiễm COVID-19 ở mức độ nhẹ hoặc trung bình, bạn sẽ phải cách ly tại nhà để tránh lây nhiễm cho người khác. Một số cách dưới đây có thể giúp bạn làm giảm nhẹ các triệu chứng của COVID-19. Nhưng đầu tiên, chúng ta phải biết các triệu chứng của COVID-19 như thế nào. Các triệu chứng COVID-19 ở dạng nhẹ như là sốt hoặc ớn lạnh, ho, nhức đầu, đau nhức cơ thể, đau họng, mệt mỏi, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, tiêu chảy, buồn nôn hoặc các vấn đề khác. Các dấu hiệu và triệu chứng của COVID-19 nghiêm trọng cần phải cấp cứu, khó thở, đau dai dẳng hoặc cảm thấy áp lực trong ngực, nhầm lẫn mới, không có khả năng thức dậy hoặc không tỉnh táo, môi da hoặc móng tay màu nhợt nhạt, xám hoặc xanh lam, tùy thuộc vào màu da. Theo CDC, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, các tình trạng sau đây làm tăng nguy cơ phát triển COVID-19 nghiêm trọng, ví dụ như bệnh ung thư, bệnh thận mãn tính, các bệnh phổi mãn tính bao gồm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn, trung bình đến nặng, bệnh phổi kẽ, xơ nang, bệnh lao, sa sút trí tuệ hoặc các tình trạng thần kinh khác, bệnh tiểu đường tuyếp 1 hoặc tuyếp 2, hội chứng Down, tình trạng tim, suy tim, bệnh mạch vành, bệnh cơ tim, tăng huyết áp, nhiễm HIV, tình trạng suy giảm miễn dịch, bao gồm hệ thống miễn dịch suy yếu do sử dụng kéo dài corticosteroid hoặc các loại thuốc làm suy giảm miễn dịch khác. Lưu ý, một số người mắc bệnh tự miễn dịch như viêm khớp dạng thấp, dùng thuốc ức chế hệ thống miễn dịch của họ có thể có nguy cơ cao mắc COVID-19 nghiêm trọng. Bệnh gan, thừa cân và béo phì, thai kỳ, hút thuốc hiện tại hoặc trong quá khứ, đột quỵ hoặc bệnh mạch máu não ảnh hưởng đến lưu lượng máu lên não, tình trạng sức khỏe tâm thần bao gồm trầm cảm, rối loạn tâm trạng và rối loạn phổ tâm thần phân liệt, rối loạn sử dụng chất gây nghiện. Các biện pháp tự nhiên ứng phó với triệu chứng COVID-19 nhẹ. Khó thở. Nếu bạn đang có các triệu chứng khó thở, bạn nên nằm sấp hoặc úp mặt xuống thay vì nằm ngửa. Hụt hơi, nếu khó thở khiến bạn lo lắng, bác sĩ có thể tư vấn các bài tập thở có thể hữu ích. Có thể tham khảo thực hiện một kỹ thuật thở đơn giản để giúp giảm căng thẳng liên quan đến COVID-19. Một nghiên cứu công bố vào tháng 7 năm 2021 trên tạp chí Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng cho thấy, trong các trường hợp nhiễm trùng nhẹ hoặc trung bình, duy trì thể hoạt động thể chất, ngủ 7 giờ mỗi ngày hoặc hơn, uống 2 lít nước trở lên mỗi ngày và tiêu thụ nhiều protein có nguồn gốc thực vật hơn, có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc phục hồi sớm và an toàn từ COVID-19. Ho. Để giúp kiểm soát cơn ho, hãy thử giảm ho bằng cách uống nước ấm hoặc trà nóng với chanh. Mất nước. Để giảm nguy cơ mất nước, hãy uống nước thường xuyên và duy trì ăn uống. Cố gắng uống khoảng 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Nếu mất nước do sốt, có thể bổ sung dung dịch điện giải như Orezon. Chán ăn. Để ăn uống dễ dàng hơn, hãy chọn những thức ăn dễ tiêu hóa, lỏng cho dễ nuốt. Mặc dù mất vị giác và khứu giác có thể khiến thức ăn không ngon miệng, nhưng chế độ dinh dưỡng tốt sẽ giúp bạn hồi phục sức khỏe nhanh hơn. Dùng thuốc không kê đơn cho COVID-19. Một số loại thuốc không kê đơn có thể cải thiện các triệu chứng của COVID-19. Sốt, đau đầu hoặc đau nhức toàn thân. Nếu sốt trên 38,5 độ C hoặc đau nhức toàn thân, có thể dùng acetaminophen, naproxen hoặc ibuprofen. Cần lưu ý, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo dùng đúng liều lượng, khoảng cách giữa các liều dùng thuốc, không phạm phải chống chỉ định, những trường hợp không được dùng thuốc, mục đích là để dùng thuốc an toàn và hiệu quả. Nghẹt mũi,
Nếu bạn đang rất nghẹt mũi, có thể sử dụng thuốc thông mũi trong thời gian ngắn, chẳng hạn như thuốc xịt mũi, có thể giúp thông mũi và mở rộng xoang giúp bạn thở dễ dàng hơn, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Một số người có thể cần bổ sung vitamin C hoặc kẽm để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Tuy nhiên, trước khi sử dụng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc. Bên cạnh đó, cần tập thể dục đều đặn hàng ngày sẽ giúp nâng cao miễn dịch cho cơ thể, giúp chống lại COVID-19. Góc tư vấn đã khép lại bản tin sức khỏe ngày hôm nay. Hy vọng bản tin của báo Sức khỏe và Đời sống đã mang đến cho quý vị khán giả những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.